Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì chứng minh. Kính thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử có mặt trong pháp hội đạo tràng sáng hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 10 năm Nhâm Dần, là cái ngày tu học bóc quan trai của Phật tử tại tỉnh Xá Ngọc Tường. Theo thông lệ thì thường là sư giảng vào buổi chiều, nhưng hôm nay thì có cái thay đổi hơi đột xuất một chút, vì sư nghe tin là đúng là sáng thì Hòa Thượng Giới giảng, nhưng Hòa Thượng cũng có bận cái Phật sự, cho nên sư đổi lại cái buổi sáng sư giảng. Và cũng cái nhân duyên đó, chiều nay sư phải đi Buôn Mê Thuột để dự lễ tang của Hòa Thượng Giác Phương, chứng minh ban trị sự giáo đoàn 3 trụ trì tỉnh Sơn Ngọc Quang ở Buôn Mê Thuột. Ngài viên tịch vào ngày mùng 5. Tang lễ được cử hành tại tỉnh Sơn Ngọc Quang cho đến hết ngày mùng 8 là ngày hôm nay. Rồi sáng mai là ngày mùng 9 làm lễ di quan, đưa nhục thân Hòa Thượng về Nha Trang để trà tỳ. Thì chiều nay sư lên cho kịp để làm cái lễ viếng. Ngày sáng mai sư đưa ra khỏi đạo tràng tỉnh Sơn Ngọc Quang, ngày sư ra phi trường sư trở về. Ngày công việc nó khích khao, và sư nghĩ cái sự thay đổi của sư buổi chiều vào buổi sáng như nó có cái nhân duyên, chứ nếu mà sư giảng vào buổi chiều thì sẽ lúng túng không biết làm sao, cho nên nhờ sư đổi vào buổi sáng mà chiều nay sư mới đi được. Mình suy nghĩ chắc cũng là cái sự mầu nhiệm khiến cho buổi sáng thì Hòa Thượng Giới vẫn Phật sự thì sư đảm trách buổi sáng. Thì thưa các Phật tử, sư nói chuyện với các Phật tử có lẽ trên dưới khoảng một tiếng hoặc hơn. Đúng ra là sư lên lúc 8 giờ rưỡi kìa, nhưng sư cũng bận ở chỗ giao dịch để cái số tiền để sư gửi đi cứu trợ miền Trung á, thành nó hơi trễ chút xíu. Phật tử cũng hoan hỷ cho sư. Và hôm nay trong cái buổi gặp gỡ cái đạo tràng mà bóc quan trai tỉnh Sơn Ngọc Tường, sư cũng xin phép được sơ lược về đôi dòng lược sử Tổ sư Minh Ăn Quang với chí nguyện nối truyền Thích Ca chánh pháp. Đây là một cái món quà có thể là sư gửi đến các Phật tử để cho các Phật tử phần nào đó mình cũng nhận định được rõ ràng về cái công đức cao dày của Tổ Thầy và giáo lý hôm nay chúng ta đang tu học đây. Nếu chúng ta tu theo giáo lý của Tổ mà chúng ta không biết gì về Tổ á, thì nó cũng là một điều thiếu sót, phải không? Đức Phật nói tin ta mà không hiểu ta đồng nghĩa với phỉ báng ta. Cho nên mình tin Tổ, mình theo, mình tu học, mình không hiểu gì về Tổ á, thì nó mơ hồ về cái giáo lý của Tổ. Mà trên đường tu học mà những gì mà chúng ta còn mập mờ, còn phân vân, còn hoài nghi thì không thể đạt được cái mục đích tối thượng. Cho nên chúng ta phải cần thấu hiểu một phần nào cuộc đời đạo nghiệp của Tổ sư.
Thì vừa qua đó chúng ta mới vừa dự cái lễ khánh thành di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo tại Mũi Nai Hà Tiên. Trong số Phật tử đây có ai đi dự bữa đó không? Có không? Hay chắc chắn phải có thôi, Ngọc Tường mà. Thấy không? Ngọc Tường là trụ cột mà. Phật tử đây suy nghĩ rằng không vị nào mà không ước ao đến đó để dự cái lễ khánh thành. Không hiểu các Phật tử đến đó cái cảm xúc gì không thì không biết được. Nhưng mà sư đến lần này là lần thứ hai. Lần thứ nhất là đặt đá để phục dựng. Lần này lần thứ hai đến để khánh thành. Lần nào sư đến đó, sư cũng xúc động. Xúc động mà nghẹn ngào. Xúc động nghẹn ngào. Một chứng tích mà có thể nói là hy hữu. Từ trước giờ sư đọc lịch sử, sư chưa thấy nơi Tổ Minh Đăng Quang đắc đạo. Sư mới suy nghĩ, nếu không có cái nơi này, làm sao có đạo Phật khất sĩ Việt Nam, đúng không? Nhờ tổ tu đắc đạo ở đây nè. Rồi tổ mới là phát nguyện, cái chí nguyện là nối truyền Thích Ca Chánh Pháp, khai mở đạo Phật khất sĩ Việt Nam. Chứ nếu không có tu chứng chỗ này, làm gì mà tổ khai sáng đạo Phật khất sĩ? Đạo Phật khất sĩ không có thì hôm nay không có chùa trì tịnh xá. Mà không tịnh xá không có chư tăng, không chư tăng thì không có Phật tử. Đó. Vì lẽ đó cho nên từ hôm mà sư đi dự lễ khánh thành nơi di tích đắc đạo của tổ sư, về tới ngày hôm nay không lúc không bữa nào mà sư không liên tưởng đến cuộc đời cao cả của tổ sư. Hôm chủ nhật vừa rồi sư giảng khóa tu Bác Quan Trai ở dưới tịnh xá xưa, hai buổi, buổi sáng buổi chiều. Buổi sáng sư nói về cuộc đời và sự nghiệp của tổ sư, buổi chiều sư nói về cái giáo lý tu tập hành trì, mà cũng chưa hết nữa. Rồi sư cho Phật tử một cái đề cương, những gì sư giảng thì đến chủ nhật đầu tháng, tháng 11 á, như là ngày mùng 4 phải, thì sư sẽ cho trắc nghiệm. Hôm nay sư cho đề cương. Thì chủ nhật là ngày mùng 4 tháng 1, sư sẽ cho Phật tử làm bài thi trắc nghiệm, coi vị nào về có đọc cái đề cương đó. Và sư cho thi trắc nghiệm thì rất là dễ. Nếu mình hiểu, mình nhớ thì mình đi được thôi. Đó cũng là cách mình trả ơn cho thầy tổ. Thì sư nói Phật tử cứ thi đi, sư sẽ có giải thưởng cho Phật tử để động viên. Thì không biết là sư nói vậy mà biết Phật tử có làm được hay không, nhưng mà đó phải khuyến khích thôi. Và hôm nay sư trở lại đạo tràng tịnh xá Ngọc Tường, sư cũng muốn nói lên cái điều đó, cái mà sư đang ưu tư, cái mà sư đang suy nghĩ, cái mà sư đang rất là một lòng một mực trân trọng cái công lao của thầy tổ. Cho nên hôm nay sư sẽ đến với các Phật tử đạo tràng này, sư nói về cuộc đời và đạo nghiệp của tổ sư Minh Đăng Quang. Thì các Phật tử có đồng ý không ạ? Trước hết sư xin giới thiệu cái hy hữu của tổ Minh Đăng Quang có bốn cái sự kiện quan trọng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi vào Niết Bàn, A Nan bạch hỏi Đức Thế Tôn, sau này Đức Thế Tôn vào Niết Bàn, chư đệ tử muốn chiêm bái, muốn đảnh lễ Đức Thế Tôn làm cách nào? Đức Phật nói, nếu muốn đảnh lễ ta, hãy đến
bốn nơi là gọi là tứ động tông. Chiêm bái đảnh lễ. Tứ động tông là gì? Bốn cái nơi mà rất là quan trọng cuộc đời của Đức Phật là gì? Nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân và nơi Đức Phật nhập niết bàn. Đó là tứ động tông. Tứ động tông này ở bên Ấn Độ sư có dịp đi qua rồi, có đi chiêm bái rồi. Ngày hôm nay Hòa Thượng Thanh Từ xây dựng cái Trúc Lâm Chánh Giác á, có làm cái tứ động tông, cái hình dáng cũng giống như vậy, đang làm là xong rồi. Không khánh thành sư không giữ được là sư mất đi nước ngoài. Cho nên có dịp nào Phật tử không đi Ấn Độ được thì đến chỗ Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác chiêm bái cũng được. Thì tổ chúng ta đó có bốn cái nơi quan trọng mà chúng ta cần lưu ý. Sư nghĩ rằng ở đây có một số Phật tử hiểu, nhưng cũng có một số chưa biết, đúng không? Cho nên hôm nay sư sẽ giới thiệu. Một là nơi tổ sinh. Là tổ sinh ở đâu? Ở Vĩnh Long. Hôm nay là Hòa Thượng Giác Giới đang xây dựng cái tổ đình Minh Đăng Quang ở Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, là nơi tổ sinh, chứng tích tổ sinh đàng hoàng. Và nơi tổ đắc đạo ở đâu? Núi Nai Hà Tiên. Cái từ đắc đạo mà hôm nay chúng ta trân trọng, chúng ta dùng cái từ đắc đạo này một cách phổ biến, không phải ngẫu nhiên. Có vị nào nói rằng cái dùng từ đắc đạo không? Không có. Từ xưa nay chúng ta chưa thấy. Có thiền sư, pháp sư, quốc sư thì có, chứ ví dụ đắc đạo chưa thấy. Mà hôm nay tại Nguyễn Hà Tiên, giáo hội cũng cho phép xây dựng và cho phép đồng thuận khánh thành cái di tích đắc đạo của tổ sư. Cái từ đắc đạo vẫn được ghi trong giấy trắng mực đen bằng văn bản rõ ràng. Và nhà nước văn bản cho phục dựng cũng là phục dựng di tích đắc đạo tổ sư Minh Đăng Quang. Một danh dự lớn cho chúng ta. Đó là cái thứ hai, là nơi tổ đắc đạo. Thứ ba, nơi tổ chuyển pháp luân đầu tiên ở đâu? Tịnh Xá Mộc Chơn ở Phú Mỹ. Đó là ngoài, trước đây là tổ ở trong chùa Linh Bủ phía trong á, xã Tân Hòa Thành phía trong á, là tổ về đó một thời gian, tổ ngủ ở đó. Còn cái Tịnh Xá Mộc Chơn là ở ngoài này. Nhưng mà nói chung là nơi đó, địa điểm đó là tổ đầu tiên khai đạo. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư, nơi tổ vào niết bàn ở đâu? Ở đâu? Đúng, Tịnh Xá Ngọc Viên. Chính nơi này tổ khai sơ. Và trước khi đi qua Cần Thơ, Bắc Cái Dồn, thì tổ ghé từ Ngọc Quang qua Ngọc Viên, rồi tổ mới đi. Là nơi Ngọc Viên là chứng tích sau cùng bước chân của tổ tại Tịnh Xá Ngọc Viên, là nơi tổ vào niết bàn. Thì tổ chúng ta có mấy cái động tâm? Có bốn cái, đúng không? Chúng ta phải trân trọng cái này. Nếu mà Phật tử chúng ta không biết cái này là chúng ta thiếu sót dữ lắm. Nghe không? Thôi bây giờ sẽ nói về tóm tắt cuộc đời và đạo nghiệp tổ sư. Sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là cái phần cuộc đời. Phần thứ hai là nói về cái đạo nghiệp. Nghe không? Phần thứ nhất, cuộc đời tổ sư thì ai cũng biết tổ là sinh vào ngày 26 tháng 9 năm 1923. Tại đâu? Tại Hậu Lộc, đúng không? Ờ, Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, đúng không? Ngài sinh ra đời một năm sau thì làm sao? Thân mẫu của Ngài mất. Ngài chịu cảnh mồ côi. Năm thứ ba thì thân phụ Ngài tục quyền với một người kế mẫu
nuôi dưỡng ngài, trực tiếp nuôi dưỡng đến lớn. Tổ Minh Đăng Quang tên gì? Nguyễn Thành Đạt. Lý Quần. Lý Quần là cái tự là sau này, tại vì ở chỗ này có một cái điều mà Phật tử trước giờ chúng ta đang thắc mắc. Lý Quần, tại sao Lý Quần? Bởi vì khi mà ngài đi học á, thì cái người anh á, thi rớt, cho nên lấy cái khai sanh của ngài để học. Ngài phải mượn cái khai sanh của Lý Quần nè, con của Lý Tắc á, là mượn khai sanh này đi học. Cho nên sau này là gọi là tự là Lý Quần, chứ ngài là Nguyễn Thành Đạt. Thì một năm sau á, thì bà thân của ngài mất. Thân phụ ngài tên là gì? Nguyễn Tồn Hiếu. Thân mẫu Phạm Thị Tỷ, tự là Nhà, đúng không? Từ nhỏ thì ngài sinh ra đời đã có một cái điều kỳ lạ hơn những người khác, là thân mẫu của ngài mang thai ngài đến 12 tháng. Khác với chúng ta, chúng ta thì 9 tháng 10 ngày, có khi sanh sớm hơn. Mà ngài ra đời trong một cái bối cảnh thì chắc chắn rằng những nhà nghiên cứu cũng hiểu rồi. Thì nói chung từ lúc ngài sinh ra rồi, thân mẫu của ngài đã từ giã cuộc đời. Thì ngài lớn lên với cha và với 10 người kế mẫu. Đến năm 7 tuổi thì ngài vào trường học. Nghe. Đến năm 15 tuổi thì ngài đã gì? Không phải xuất gia. Sau khi tốt nghiệp bằng thành chung. Thành chung là lớp mấy? Không phải, cấp 1 là lớp 5 bây giờ nha. Bằng thành chung là cấp 1 lớp 5 bây giờ. Nhớ không? Lớp 5 bây giờ là tiểu học. Tốt nghiệp tiểu học. Đó. Rồi bắt đầu là năm 15 tuổi, từ lúc ngài tốt nghiệp. Nói chung là cuộc đời của tổ sư từ nhỏ đến lớn ở trong gia đình thì ngài là một người con rất là hiếu thảo và có cái lòng gọi là gì? Thương người mến vật. Sư đọc trong sử, sư thấy rằng khi mà ngài đi học á, vì ngài ở Hậu Lộc Tâm Tân Bình mà lên Vĩnh Long học chứ không phải học ở đó. Mà mỗi lần đi như vậy rất là xa. Thân phụ cho tiền đi xe ngựa, ngài không đi. Ta hỏi sao vậy? Ngài nói tội nghiệp, nó kéo tội nghiệp nó lắm. Cái điều này chúng ta phải ghi nhớ. Ngày hôm nay nó mấy sư khất sĩ không bao giờ đi xe ngựa. Thậm chí không đi xích lô đạp. Tại sao? Đúng rồi, mình theo cái gạnh của tổ. Lúc chỗ tổ chưa tu mà tổ còn như vậy đó. Thì bây giờ tổ không đi xe ngựa thì giờ mình đệ tử tổ mình có đi xe ngựa không? Không. Chứ có cấm, không phải cấm mấy sư đi xe ngựa. Mà lúc đầu tổ chưa tu là tổ đã có cái đồng cảm thương loài vật rồi. Không nỡ để ngồi lên mà xe ngựa cho ngựa nó kéo. Cho nên mấy sư đó khi nào tự thấy đi xe ngựa đi xích lô không bao giờ có. Đó, mình nhớ đến tổ, mình thực hành theo hạnh từ bi của tổ. Đến năm 15 tuổi á, thì tổ bắt đầu sao? Cái tư tưởng của tổ đã từ nhỏ đã manh nha cái ý chí là cầu đạo rồi. Cho nên khi mà năm 15 tuổi thì tổ xin phép phụ thân qua Campuchia để tầm sư học đạo. Phật tử nhớ chỗ này nha, chứ đừng nói là 15 tuổi là tổ đi tu nghe, không có. Đi tầm sư học đạo. Tầm sư học đạo khác với xuất gia, hiểu không? 15 tuổi tổ đi tầm sư học đạo ở tại Campuchia. Trong thời gian ở bên Campuchia vừa làm mướn mà vừa học đạo. Thì tổ học đạo học cái gì? Nghiên cứu cái đường lối gì? Nam truyền Phật giáo. Campuchia là không có Bắc truyền, cái Nam truyền thôi.
thì tổ nghiên cứu cái đường lối Nam truyền Phật giáo. Nhà sư Nam truyền Phật giáo á, mặc y, mang bát, trì bình khất thực hàng ngày, nhưng mà dùng tam tịnh nhục. Thầy tử nghe rõ không? Trên ngày nghiên cứu cái giáo lý này, trước đó một thời gian ở Việt Nam đó, thì ngài cũng có xem qua đôi chút về cái giáo lý và tư tưởng của Bắc truyền Phật giáo, tức là Phật giáo Bắc truyền á, là Phật giáo Đại thừa đó. Ngài cũng có hiểu một ít, thâm hiểu một ít. Rồi bây giờ qua Campuchia có cái thời gian làm mướn bên đây 4 năm, ngài tiếp cận được giáo lý nguyên thủy, tức là Nam truyền Phật giáo. Rồi tổ nghiên cứu, tổ tu trong thời gian đó là 4 năm, từ năm 15 tuổi đến năm 19 tuổi tổ trở lại quê nhà. Lúc này tổ vẫn là người bình thường. Rồi năm 20 tuổi đó thì tổ rời ở nhà đi lên trên thành phố Hồ Chí Minh, trước là Sài Gòn á, thì tổ làm việc cho một cái nhà hàng. Và ở nơi đó cái duyên trần thế đó, tổ cũng phải gọi là trả cái nghiệp chúng sinh. Cho nên là tổ kết duyên cùng cái người bạn đời là cô tên là Kim Quê. Năm 20 tuổi. Thì một năm sau năm 21 tuổi đó, thì Kim Quê bệnh và từ giả cuộc đời. Và trong thời gian á, sống chung với Kim Quê thì cả ngày có một người con gái. Và khi Kim Quê chết rồi thì người con gái tên Kim Liên á, cũng chết luôn. Thì tổ nghĩ rằng đây có lẽ là một thử thách trong cuộc đời. Năm đó ngài là 21 tuổi, một thử thách trong cuộc đời. Cho nên vì phải rằng thánh ý Như Lai để cho ôn lại trọn bài đau thương. Đau thương là tính vô thường, vô thường là tính đoạn trường xưa nay. Thì ngài thấm thấu được cuộc đời cái vô thường như vậy, và cái nợ duyên trần thế của ngài cũng đã chấm dứt. Cho nên vào năm 22 tuổi, vào 1944, ngài bắt đầu xuống tóc phát nguyện đi xuất gia. Tự nhớ nha, ngài tu năm 22 tuổi, tự ngài xuống tóc phát nguyện xuất gia, vì ngài chứng kiến cái cảnh vô thường trên cuộc đời, cái nghiệp trần của ngài cũng đã chấm dứt. Cho nên ngài phát nguyện đi tu, và ngài nói với người chị thứ ba đó, là ngài nói tôi đi ra Phú Quốc, tôi tu một thời gian không biết bao giờ, chừng nào đắc đạo tôi sẽ trở về. Thì tổ đi, cái mốc thời gian đó là năm tổ 22 tuổi vào 1944. Rồi trên đường tổ ra Hà Tiên, tính đi ra Phú Quốc, nhưng mà trễ tàu, cho nên tổ mới tìm đến cái mộ đá ở Bụi Nai đó, cái chỗ mà hôm trước mình đi dự lễ khánh thành đó, là tổ ngồi thiền 7 ngày. Thì vào một buổi chiều hoàng hôn, thì ngài nhìn xa xa ra biển, thấy một cái con tàu đánh cá đó, nó đi qua, nó nhấp nhô trên mặt biển, là sóng nhấp nhô, rồi những cái bọt sóng mà tụ tan trên mặt biển đó. Ngài ngộ được cái lý vô thường ở đây. Ngài ngộ được lý vô thường. Ngài đạt được cái lý thuyền bát nhã, là ngài chứng ngộ được vô thường ở đây. Ngay đây ngài chứng ngộ thì ngài đây gọi là đắc đạo, là được đạt được cái đạo, đạt được cái chân lý. Ngài chứng ngộ tại đây, cho nên cái buổi nay là nơi tổ gọi là gì? Đắc đạo.
Trước đây tổ tính đi qua Phú Quốc, rồi tổ sẽ đi qua bên bên Sim là bên Thái thôi. Đó, rồi tổ tính đi ra nước ngoài để tu đó, nhưng mà tới đó rồi tổ ngồi tại bữa nay thì tổ đã ngộ được cái lý đạo rồi, thì tổ không còn dự định đi nữa mà tổ trở về. Cũng năm 22 tuổi đó, tức là 1994 đó, 44, thì ngài trở về. Nhưng mà ngài trở về đâu? Ngài trở về ngay ở sông Thân á, tức là thăm ông cụ, xong rồi ngài đi lên trên miền Thất Sơn á, ngài tịnh tu một thời gian. Ngài tịnh tu để làm gì Phật tử? Ngài tịnh tu để làm gì? Để ngài nghiên cứu lại cái giáo lý mà ngài ngộ được. Ngài giống như ngài thực nghiệm trở lại, ngài trắc nghiệm trở lại cái giáo lý của ngài chứng ngộ đó như thế nào. Thì ngài cảm thấy là giáo lý chứng ngộ đó là giáo lý như Đức Phật ba đời ngày xưa không khác. Sau thời gian đó rồi thì ngài mới được một nhân duyên, ngài trở về khu Mỹ, là chỗ mà Tịnh Xá Mộc Chơn hiện nay đó. Ngài trú tại chùa Linh Bửu, chùa Linh Bửu ngài tu đó trong một thời gian. Mà lúc bây giờ thì ngài chưa mặc y nha Phật tử, chưa có mặc y, ngài còn mặc đồ. Thì cho đến ngày rằm, biết rằm tháng Giêng hay rằm tháng 7 gì đó, rồi tổ mới phát nguyện. Bởi vì tổ thấy rằng chư Phật ba đời cũng là y bác, và ngài nghiên cứu bên Nam truyền Phật giáo á, thời gian ở Campuchia thì ngài thấy là chư tăng cũng mặc y, thì ngài mới lấy cái quyển Tăng Đồ nhà Phật á, với quyển Luật Nghi là 250 giới á, ngài để trên bàn thờ Phật á, ngài phát nguyện là xin phụng hành đường lối của chư Phật tăng xưa, và phát nguyện thọ trì 250 giới. Khi phát nguyện như vậy rồi thì cũng cái đêm đó thì tổ thấy một vầng hào quang. Ở trong sách ghi là Đức Di Đà thị hiện để chứng minh và đặt pháp danh cho ngài là Minh Đăng Quang. Nhưng mà một cái sử liệu chính xác nhất là tổ thấy một vầng hào quang, và tổ ngộ cái lý là Minh Đăng Quang. Minh là gì? Minh là sáng. Đăng là gì? Đăng là đèn. Quang là gì? Quang là một vùng, một bầu trời, một vùng hào quang. Thì tổ lấy cái đó đó làm cái pháp danh cho mình, và lấy cái đó làm cái biểu tượng, cái biểu trưng là cái ngọn đèn chân lý trên hoa sen. Hoa sen là tượng trưng cho cái gì Phật tử? Hoa sen là tượng trưng cho cái gì? Vô nhiễm. Ca dao Việt Nam có câu là trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là để cho cái giác, cái giáo lý cao thượng của chư Phật. Và chính tổ hôm nay tổ đang phát nguyện để thừa hành là cái giáo lý đó không bao giờ bị ở trong trần mà không nhiễm mùi trần, là tượng trưng cho cái sự giác ngộ cao cả. Cho nên ngọn đuốc trên hoa sen bây giờ mọi người thấy không? Thường thấy cái ngọn đuốc trên hoa sen đó là cái biểu tượng, biểu trưng của hệ phái khất sĩ nghe. Ngọn đuốc trên hoa sen, ngọn đuốc đó là pháp danh của tổ sư đó nghe, Minh Đăng Quang. Sau khi tổ phát nguyện thực hành giáo lý y bát rồi và thọ 250 giới luật của Phật rồi, thì đêm đó tổ thấy như vậy, cho nên pháp danh của tổ là Minh Đăng Quang. Và từ đây, từ ngày hôm đó ha, thì 1946 rồi bắt đầu là tổ thấy rồi, bây giờ tổ xin thọ trì
y bát như chư Phật ngày xưa. Và từ khi mà tổ thọ trì y bát và giữ 250 giới luật Đức Phật chế trong quyển luật Tăng Đồ, thì lúc bây giờ tổ bắt đầu hành đạo. Và thời gian hành đạo thì tổ cũng rất là băn khoăn, nhưng mà trong 3 năm, từ 2 đến 3 năm tu ở tại vùng Thất Sơn, thì ngài cũng đã chiêm nghiệm tường tận một cách rốt ráo về đường lối của chư Phật rồi. Đây là ngài phát nguyện dõng mãnh đó, từ 1947 là ngài thành lập cái gì? Đoàn Du Tăng Khất Sĩ. Chưa có giáo hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam mà gọi là gì? Đoàn Du Tăng Khất Sĩ, sư trưởng Minh Đăng Quang. Rồi ngài lần lượt thầy thâu nhận tín đồ. Từ lúc mà thâu nhận tín đồ thì ngài mới lập ra cái đoàn du tăng để du hành hành đạo rày đây mai đó, với chí nguyện là gì? Nối truyền Thích Ca chánh pháp, khai mở đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam vào 1947 tại Linh Bửu Tự ở huyện Tân Phước. Tự hiểu rõ không? Và từ khi mà tổ đã thọ y bát trì bình khất thực mỗi ngày như vậy rồi, thì tổ, con đường của tổ như thế nào, tổ tu như thế nào? Ở đây Phật tử chúng ta có ai thuộc bài Nhớ Ơn Phật không? Thiện Nam có ai thuộc không ạ? Làm thinh là không thuộc rồi. Bên tín nữ có ai thuộc không? Làm thinh luôn là không có ai thuộc hết. Đúng rồi, nó dài lắm, thuộc không nổi đâu. Nhưng mà có nhớ mấy câu đầu không ạ? Có nhớ không? Cái gì? Đời chen lộn, ngàn đường tội lỗi, ta bước riêng một lối thanh cao. Cái bài đó là bài gì ha? Bài Nhớ Ơn Phật là nói về Đức Phật đúng không? Sư nghĩ khác. Sư nghĩ khác. Sư lại nghĩ khác. Mà sư nghĩ có căn cứ, có chứng minh, chứ không phải là muốn nghĩ gì nghĩ. Tổ sư của chúng ta sinh ra đời trong bối cảnh gì? Trong bối cảnh gì? Xã hội thì nó đang loạn đi rồi đó. Nhưng mà về mặt tôn giáo như thế nào? Nó pha tạp nhiều cái hình thức mà chúng ta nói rằng, có thể chúng ta nói rằng nó hơi có cái đi lệch cái giáo lý của Đức Phật. Và ngài Mật Thể cũng viết trong cái quyển mà Phật Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, ngài cũng nói là Phật giáo đã đến cái hồi suy vi. Hòa Thượng Thiện Hoa cũng ý chí đó thôi, Phật giáo đến cái thời kỳ gọi là tuyệt diệt, tức là nó không còn đủ cái sức sống mà để truyền bá được cái đạo Phật gọi là chính thống, chính pháp. Do vậy thập niên 1950 Hòa Thượng Thiện Hoa mới gọi là có cái tinh thần mà gọi là phục hưng lại đó về cái Phật giáo, là củng cố trở lại cái đường lối của Đức Phật. Cho nên Hòa Thượng viết ra cái quyển mà Phật Học Phổ Thông là để gì? 10 quyển đầu là để đào tạo cho một số người xuất gia học cho thuộc để đi hoằng hóa các tỉnh, đặc biệt là miền Nam, miền Trung, để khai sáng lại cái giáo lý của đạo Phật. Chứ lúc bây giờ thì đạo Phật nó hình như nó bị lu mờ, mà pha tạp là những người vị thầy đám thì mượn giáo lý đạo Phật để đi cúng đám, để lấy tiền sinh sống, làm một cái nghề sinh sống. Chứ còn đạo Phật lúc bây giờ cái sức sống nó mất rồi. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hoa là quyết chí gọi là gì? Chấn hưng Phật giáo trong giai đoạn 1950. Thì tổ sinh trong thời kỳ đó, đúng không? Cho nên cái bài Nhớ Phật đầu tiên vô là
đời chen lộn ngàn đường tội lỗi, là tổ phát họa một cái bức tranh xã hội trong đó có nhiều thành phần, và đặc biệt là tổ muốn nhấn mạnh về tôn giáo. Nam tông có, Bắc tông có, mà tổ có đi theo con đường Nam tông Bắc tông không? Không. Cho nên ta bước riêng một lối thanh cao. Để hiểu chỗ này chưa? Cái mở đầu là ý chí lập giáo của tổ, chứ không phải là nói tới Phật đâu, không có. Cái tựa là nhớ ơn Phật, nhưng đoạn sau kìa, còn đoạn mở đầu vô là tổ đang thao thức cái sự mà mở đạo của tổ. Đời chen lộn, tức là tôn giáo thời bây giờ nó gặp nhiều cái vấn đề, nó làm cho mất cái chánh pháp đi. Trên Hòa Thượng Thiện Hoa mà cái phong trào chấn hưng Phật giáo 1950 đó, thì Ngài mới viết cái bộ Phật phổ thông. Như vậy thì rõ ràng trong thời kỳ tổ sinh ra là Phật giáo có vấn đề, cái chánh pháp bị lu mờ rồi, nó xen lẫn vô nhiều cái gọi là mê tín dị đoan, làm cho cái đạo Phật không còn được trong sạch. Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi, ta bước riêng một lối thanh cao. Đạo vàng quý báu biết bao, vừa mình tu tỉnh vừa trao sửa người. Đạo vàng quý báu là nói cái gì? Nói về giáo lý của Đức Phật, cao quý lắm. Cho nên tổ nó vừa mình tu tỉnh mà vừa trao sửa người, tức là tổ không đi vào con đường Nam truyền, không đi vào đường Bắc truyền, mà tổ khai sáng riêng một con đường riêng, là gọi là gì? Ta bước riêng một lối thanh cao, đúng không? Ta trân trọng cái đạo vàng quý báu biết bao, vừa mình tu tỉnh vừa trao sửa người, cùng giải thoát khỏi nơi rừng thẳm, dắt dìu nhau bước dẫm bon bon, là tổ dắt tu học và dắt đệ tử đó cùng giải thoát khỏi nơi rừng thẳm, tức là vượt qua một cái chướng ngại lớn là thời kỳ tôn giáo bị lu mờ. Dắt dìu nhau bước dẫm bon bon là tổ thành lập tăng đoàn. Rồi từ đây mới nói Đức Phật nè, lối đi đã sẵn đường mòn, tức là nói Đức Phật đó, công người khai vẹt ai còn nhớ chăng. Lúc này mới vô lịch sử Đức Phật nè, rồi mới nói Đức Phật tổ toàn năng toàn giác, con sáu câu đầu là ý nguyện của tổ. Đọc kinh là phải có cái sự suy tư nghiên cứu cho kỹ nha. Và cuối bài nhớ ơn Phật thì có cái đoạn nào Phật tử hiểu không? Từ ngàn trước bao người dông ruổi, nay chốn này đến buổi chúng ta. Đạo Phật truyền thừa rất là lâu đời, mấy ngàn năm, đúng không? Từ ngàn trước bao người dông ruổi, nay chốn này là hôm nay nè, tới buổi ai? Buổi chúng ta. Con dòng hưởng lấy tài gia, đối nhìn sự nghiệp thương cha công trình. Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ, là ngày xưa người xưa lao khổ lại càng. Tìm ra được ánh đạo vàng, nhọc nhằn một kẻ vẻ vang muôn người. Tổ trân trọng Đức Phật, quý kính Đức Phật, là nhọc nhằn một kẻ mà hôm nay là gì? Vẻ vang muôn người. Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng, công đức Ngài vô lượng vô biên, là tổ nhắc chúng ta đó. Tổ nói Đức Phật á, công đức Ngài vô lượng vô biên. Hỡi chư Phật tử hữu duyên, là tổ nói mình nè. Nhớ ơn tự phụ phải gì? Cần chuyên tu trì. Cái đoạn đầu và đoạn cuối, đoạn đầu là tổ cái ý chí tổ lập đạo, cái đoạn cuối là tổ khuyến khích hàng đệ tử phải noi dấu Đức Phật mà để tu. Cái tôn chỉ của tổ sau khi Ngài lập tăng đoàn hành đạo rồi thì tổ nêu khẩu hiệu gì? Nối truyền Thích Ca chánh pháp, tức là nối truyền cái chánh pháp được Thích Ca. Cái nối truyền ở đây á, nếu mà theo truyền thừa thì có tổ tổ tương truyền, còn gì tổ sư ai ai truyền? Tổ là gì? Vô sư tự ngộ, cái bậc duyên giác thấy hình thức của cuộc đời, thấy những cảnh trên cuộc đời mà giác ngộ, tức là tổ giác ngộ cái thuyền Bát Nhã, cái thuyền đánh cá đó, mà tổ đây là thuyền Bát Nhã, giáo lý thuyền Bát Nhã, thấy chiếc thuyền bập bềnh trên sóng biển và dòng nước tụ tan ở đây mà tổ ngộ đạo, gọi là vô sư tự ngộ. Có tự hiểu chưa? Vô sư tự ngộ.
Cái giáo lý này nó có xa với lý Bát Nhã không? Không xa lý Bát Nhã. Bát Nhã là gì? Bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Nhưng mà cái gì gọi là bất sinh bất diệt? Cái sóng biển nó có từ đâu? Nó có từ nước. Vào cái duyên là có gió, nó thành tạo thành sóng, và sóng đập vào cái gì đó nó trở thành bọt, và bọt nó tan vào đâu? Như vậy bọt và nước là mấy? Là một. Bất sinh bất diệt, không có cái gì sinh, không có gì là diệt, nó là vốn bản thể như nhiên. Tổ ngộ được cái lý vô thường ở đây, tổ chứng đạo được ở đây, cho nên gọi là nối truyền Thích Ca chánh pháp, nối cái chánh pháp của Đức Phật Thích Ca. Cho nên khi mà tổ nghiên cứu trong cái thời gian mà tổ lập giáo đó, sau 3 năm mà ngồi ở tại miền Thất Sơn đó, thì tổ mới suy nghĩ. Bây giờ đó, hiện tại ở Việt Nam có hai cái tông phái rõ ràng là Nam Tông và Bắc Tông. Bây giờ tổ đã nói ta bước riêng một lối thanh cao, mà bây giờ mình làm sao đây? Cho nên tổ mới ưu tư suy nghĩ, bây giờ tổ lập giáo thì phải có cái giáo điều, giáo nghĩa, giáo lý. Thì bây giờ giáo lý của tổ thì tổ đã vạch ra con đường tu rồi, còn bây giờ hình thức thì sao đây? Tổ mượn cái hình thức y này là của ai? Của Nam truyền Phật giáo. Mặc y mang bát là Nam truyền Phật giáo. Còn tổ mượn bên Bắc truyền là mượn cái gì? Ăn chay. Như vậy thì tổ kết hợp hai cái tư tưởng Nam truyền Bắc truyền. Nam truyền là hình thức y bát nè, còn Bắc truyền là sự ăn chay. Tổ mới dung hợp trở lại, kết hợp trở lại, thành lập đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Mặc y mang bát, trì bình khất thực mà ăn chay. Đó là cái điểm thứ nhất về việc truyền. Cái điểm thứ hai, kinh bên Nam truyền Phật giáo là kinh Pali, đúng không? Bắc truyền Phật giáo là chữ Hán. Mà chúng ta là người gì? Người Việt. Cho nên từ khi mà tổ lập giáo khai đạo thì tổ hoàn toàn Việt hóa hết tất cả kinh điển thành tiếng Việt hết. Chứ, bởi vì tiếng Việt cho người Việt, mình là người gì? Người Việt, mình đâu phải là cái người bên Miến Điện, bên Campuchia, bên đó mà đọc là tiếng Bali. Mình đâu phải là người Trung Hoa mà đọc tiếng chữ Hán. Mình là người Việt, mà tổ là vị đầu tiên chuyển hóa Việt từ kinh sách ra Việt ngữ để cho chúng ta tu. Và khi mà tổ hành đạo trong vòng là 8 năm, 1944 bắt đầu là tổ đắc đạo đó, đến 1954 thì tổ vắng bóng đó, trong vòng 10 năm mà sự thật có 8 năm. Bởi vì nói 54 là tổ đắc đạo, còn 1946 nghe, 46, 47 tổ mới đầu đi hành đạo lập giáo, thì tổ vỏn vẹn có 8 năm thôi. Thì tổ đến ở tại từ Ngọc Quan qua bên Vĩnh Long, rồi qua bên Cần Thơ, rồi bị nạn ở tại Bắc Cái Dồn. Và lúc đó thì tổ 32 tuổi. Tổ tu đắc pháp năm 22 tuổi. Và từ lúc mà tổ lập giáo rồi, mà thành lập đoàn du tăng khất sĩ rồi, thì tổ đành đạo, tổ thuyết pháp. Trong thời gian tổ thuyết pháp thì hiện tại hôm nay á, chúng ta còn cái văn hóa mà phi vật thể là bộ chân lý 69 quyển. Cái bộ chân lý của tổ là 69 quyển. 69 quyển chân lý của tổ đó là tổ hoàn toàn thuyết bằng Việt ngữ hết. Và trong đó có đầy đủ kinh luật luận. Nhưng cái bài đầu của chân lý là bài gì? Võ trụ quan. Là ngài phân tích cái vũ trụ từ trong con người. Thì sư xin thưa với các Phật tử, ngày hôm nay mà một người muốn phân tích vũ trụ chứng minh trong con người đó, thì trình độ cỡ nào? Cỡ nào?
bác học hả? À, có những nhà nghiên cứu là bác học. Còn tổ lúc đó là học lớp mấy? Lớp 5. Ừ? Bằng thành chung là tốt nghiệp cấp 1 lớp 5 bây giờ đó. Mà tại sao tổ dám phân tích vũ trụ từ trong con người? Có phải là cái trí tuệ của tổ không, hay là con người bình thường? Người bình thường ngày hôm nay có bao nhiêu vị bác học viết bài này kia mà còn bị phê bình đủ thứ kìa. Những nhà khoa học nhiều khi ta chưa chấp nhận. Mà tại sao tổ làm được? Mà tổ mới học lớp 5 mà. Một điều nữa đó, tổ học lớp 5, tổ đâu có biết tiếng Bali, tổ đâu có biết tiếng tiếng Hán. Mà tại sao kinh sách bây giờ là tổ dịch là dựa vào kinh Bali và dựa vào tiếng Hán, mà lúc bây giờ ai là thầy tổ? Sao tổ làm được? Tại vì đã đắc đạo rồi, là cái màn vô minh nó mất rồi. Trí tuệ mở khai là vô minh mất. Mà trí tuệ mở khai là các pháp soi rõ biết hết. Tổ đắc tự tâm, tự tánh phát ra. Nhưng mà y kinh luôn, bây giờ đối chiếu lại không khác. Như vậy là gì? Phải nối truyền Thích Ca chánh pháp không? Mà Đức Tổ chúng ta là vô sư tự ngộ nha Phật tử. Tự nghiên cứu, tự tìm tòi tu học và ngộ được cái lý vô thường, giác ngộ qua cái hiện tượng của cuộc đời. Tổ ngộ đạo tại đó và đứng ra để khai mở một con đường gọi là đạo Phật khắc sĩ Việt Nam. Thì trong cái giáo lý của Tổ, thì Tổ trong cái tinh thần tu học, thì sau khi mà Tổ vắng bóng rồi, thì lúc bây giờ chư tăng noi theo cái công hạnh của Tổ mà để tiếp tục tu học. Thì đường lối của Tổ tu học là gì? Tức là Tổ thực hành cái pháp gọi là gì? Y bát chân truyền. Nghe không? À, mang y, ôm bát, trì bình khất thực, ăn chay, tu học và kinh sách của Tổ là đều là việt hóa hết. Không có theo Nam truyền và không theo Bắc truyền. Như vậy khất sĩ ngày hôm nay là dung hợp giữa hai tư tưởng Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo, chứ còn không phải là Tổ đi cái đường lối nào khác, mà dung hợp cái tư tưởng của hai bên Nam và Bắc truyền Phật giáo, cho nên mới có là khất sĩ. Cái chủ trương của Tổ là cái thứ nhất là gì? Nên tập sống chung tu học. Cái khẩu hiệu của Tổ nêu ra đó, khi mà thành lập tăng đoàn rồi thì Tổ nói rằng nên tập sống chung tu học. Tại sao mà Tổ nêu cái khẩu hiệu này? Tại vì thời kỳ đó Tổ thấy rằng Phật giáo bị phân hóa quá nhiều. Phân hóa quá nhiều. Cho nên Tổ muốn kêu gọi cái tinh thần đoàn kết trở lại để cùng nhau tu học. Tổ làm như vậy có đúng hay không? Đúng hay không? Đúng chứ. Tại sao đúng? Vì ngày xưa Đức Phật và một số đệ tử Đức Phật lúc bây giờ không có Nam Tông, Bắc Tông, không có Đại Thừa, Tiểu Thừa, đúng không? Đức Phật đến đâu thì một hàng đệ tử đi đến đó và thuyết pháp độ sinh rày đây mai đó, không một nơi nào yên trụ. Đúng vậy không? Thì hôm nay Tổ cương quyết làm y như vậy. Tổ làm như vậy cho nên khi mà Tổ hành đạo rồi thì đi hết các tỉnh nơi nào Tổ cũng bước chân đến để thuyết pháp giáo hóa độ sanh rồi đi. Chứ Tổ không có ở nơi nào cố định của Tổ hết. Ngày xưa là gì? Ở cốc tranh liều lá đơn sơ, miễn là tránh nắng đục mưa, không cần xinh đẹp, chẳng ưa màu mè. Thời kỳ của Tổ, một thời kỳ rất là huy hoàng của Tổ là gọi là gì? Xuất gia giải thoát rồi là không có cái gì gọi là vướng bận hết về tứ sự ăn mặc ở bệnh. Cho nên cái chủ trương của Tổ là đi đến đâu tạm mượn cốc tranh liều lá đơn sơ để hành đạo thuyết pháp thôi, mà xong bổn phận rồi đi chỗ khác. Tổ không lưu trụ. Thời kỳ Tổ là như vậy. Đó là thời kỳ vàng son, thời kỳ mà Tổ mới về lập giáo. Phật tử hiểu chưa? Rồi Tổ thực hành con đường trung đạo á, bằng cách là trì bình khất thực, xin ăn tu học, mà đặc biệt là ăn chay, chứ Tổ không có dùng mặn.
Cho nên ở trong cái giáo lý khất sĩ đó thì cái bài kệ bảo rằng xuất gia chánh giáo không rời bát, lánh tục chân truyền khá đắc y, giới luật đành rành lời Phật thuyết, kinh văn tỏ rõ hạnh tăng trì, hỡi ai chí thích nơi chân lý, kinh nghiệm cho rồi sẽ bước đi. Thế khi mà hành đạo, khi dìu dắt chư tăng từ chỗ này đi chỗ khác thì tổ thực hành con đường là gì? Nhất bát thiên gia phạm, cô thân vạn lý du, dục cùng sinh tử lộ, khất quá độ xuân thu. Không một nơi nào mà tổ yên trụ vĩnh viễn, trên tổ chỉ mượn một cái nơi đó để hành đạo, rồi cuối cùng rồi tổ cũng ra. Tất cả những gì mà tổ tu học thì trong bốn cái phương châm tổ là gì? Giải thoát về bốn vấn đề là gì? Ăn, mặc, ở, bệnh. Nghe không? Sư xin thưa các Phật tử, bây giờ thì chúng ta tu học nó cũng hơi khai mở nhiều lắm rồi đó nha. Nhiều lắm rồi đó. Chứ ngày xưa đó, theo sư hiểu thì tịnh xá tổ không cho nấu nướng ở trong khuôn viên tịnh xá. Ở ngoài cái hàng rào phía ngoài đó thì tổ có cho xây một cái nhà bếp cho cái bảo hộ pháp ở đó để bảo hộ trì cơm. Sau khi chư tăng đi khất thực về mà lỡ có thiếu á thì bà nấu cơm đạo hộ báo cho đủ, bởi vì mấy sư ăn có một bữa à. Và nếu mà để có bữa nào bánh mì với chuối không á, nhiều khi ăn là đói quá. Cho nên bảo hộ pháp, nhưng mà cái nhà bếp đó phải ngoài tỉnh xá, chứ không cho cất trong này, không cho cất trong này. Bây giờ thì không biết thời gian rồi nó càng ngày rồi sư, đây là sư thật sự sư không hiểu. Bây giờ tỉnh xá nào sư thấy cái nhà bếp nó nằm ở trong đó. Hồi trước ở ngoài, bây giờ nằm trong, mà sư không biết là nó biến chuyển vào cái thời nào sư không biết được. Nhưng mà sư nghĩ rằng cái thời của tổ đó nghe, mỗi vị mà xuất gia vô tu rồi đó cảm thấy rằng con người thoát tục cao lắm, một ý chí là cương quyết để tu học rất là cao, cho nên những cái mà ăn mặc ở bệnh người kia cảm thấy không cần thiết. Rồi thời chúng ta bây giờ nè, cái tinh thần tu học hình như nó có giới hạn, cho nên nó mới cảm thấy những cái đó là những cái mà gọi là cái gì có thực có gì được đạo đó. Cho nên từ đó là chúng ta có cái vô vi là cho ở trong tịnh xá là cất cái nhà bếp. Cái điều này là nếu mà nói về giáo lý nguyên thủy tất sĩ là nó hơi sai đó. Sai đó, mà cái gì sai mà nó sai, đúng không? Nhưng mà sư thưa các Phật tử, nhà bếp mình nhà bếp chứ đừng bảo thủ nha. Đừng bảo thủ cất chứa rồi nhiều quá thì coi chừng thôi. Chứ còn giờ phương tiện thì không sao, đời càng tiến quá độ theo thời. Bây giờ mà nhà bếp để ngoài kia một đêm với sáng ngày là không còn gì hết. Chúng ta phải phương tiện thôi. Không, cái đó thì mình đừng nói. Bây giờ cái chuyện giả hay là đúng mình không bàn, ở đây mình không bàn. Cuộc đời là nó như vậy, xã hội là như vậy. Xã hội con người thiện phải có con người ác mới là xã hội. Thì bây giờ có quý sư tu thật, nhưng cũng có mấy ông sư tu giả. Tu giả đó là gì? Nương theo để nó kiếm ăn. Nhưng mà ngày xưa Phật cho. Nghe không? Xưa có thử thế này nè, Đức Phật đi khất thực và chư tăng đi, rồi có một số ăn xin đi theo. Một số ăn xin đi theo, tại sao vậy? Đi theo mấy ông này người ta cúng có ăn. Thì cái hình thức đó thôi mình cũng khỏi bàn. Thời nào cũng vậy thôi, phải không? Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có đứa khùng, đứa điên. Thì thôi mình khỏi nói. Bây giờ mình làm sao mình tu cho tốt? Tổ dạy cái gì mình tu cho nó tốt, cái đó là quý rồi. Tại sao Đức Phật chủ trương cái pháp trị bệnh khất thực ở trong cái thời điểm hiện tại? Tại sao? Phật tử hiểu sao mà tổ chủ trương trong cái thời đại thế kỷ 20 mà tất cả các tôn giáo khác trừ Nam truyền Phật giáo, còn những cái phái Phật giáo khác họ không chủ trương là trì bình khất thực, mà họ tu theo pháp của tổ Bách Trượng là nhất nhật bất tắc, nhất nhật bất thực, phải tự túc.
mà tổ sư Minh Đăng Quang mình là khôi phục trở lại cái hạnh khất thực trị bình. Tại sao? Đây, chúng sanh còn phân chia giai cấp, còn phân biệt giàu nghèo, xã hội này nó còn giai cấp bất bình dữ lắm. Mà cái hạnh trì bình khất thực là một trong những pháp làm cho xã hội quân bình. Đức Phật ngày xưa sinh thời ở trong một cái hoàn cảnh xã hội đang phân hóa giai cấp. Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật đi vào hoàng cung hay Đức Phật làm cái gì trước? Ngày Đức Phật về hoàng cung á, Đức Phật đi đâu? Đức Phật đi khất thực, đúng không? Như vậy thì cái pháp khất thực của Đức Phật á, là Đức Phật xóa cái giai cấp bất bình đẳng. Ở Ấn Độ nó phân chia 4 giai cấp rõ rệt là gì? Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La. Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá, 3 giai cấp này còn được là lưu thông với nhau, còn được trao đổi với nhau. Nhưng mà trong đó có giai cấp cao nhất là Bà La Môn. Còn cái Thủ Đà La đó là giai cấp nô lệ, giai cấp làm mướn. Giai cấp này là xem rất thường trong xã hội. Suốt đời không được nghe đạo, suốt đời không được đi sinh hoạt văn hóa. Nhưng khi Đức Phật trở về thăm Phụ Vương ở thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật ôm bán đi khất thực, đi từng nhà. Và đặc biệt cái chỗ của Đức Phật á, bây giờ mà chúng ta qua thấy Tứ Động Tâm là cái nơi đó là con người cùng khổ, là giai cấp gì? Thủ Đà La. Đức Phật ôm cái bát đi, giai cấp nào cũng cúng dường Đức Phật vào cái bát đó được, bát tình thương. Ta cúng bằng cái tình thương, cái tâm người ta, chứ không phải cúng bằng cái hình thức là phân biệt giai cấp. Thấy không? Cho nên Đức Phật đi khất thực, giai cấp nào Đức Phật cũng đi hết, cũng dẫn hết. Tịnh Phạn Vương nghe như vậy ra cản lại. Tịnh Phạn Vương nói giai cấp ta là giai cấp gì? Sát Đế Lợi là vua chúa, chứ đâu phải đi sinh ăn như vậy. Đức Phật nói giai cấp của chư Phật ba đời là bình đẳng. Như Lai thực hành theo cái truyền thống chư Phật ba đời, đi nhận cái tình thương của mỗi người. Con người sinh ra không phải là Thủ Đà La, không phải sinh ra là Sát Đế Lợi, không phải sinh ra là Bà La Môn, mà chính hành động của người này trở nên Bà La Môn, Sát Đế Lợi hay là Thủ Đà La. Đó là do hành động của con người, đúng không? Bây giờ mình cho mình là cái dòng dõi vua chúa, cái dòng dõi giai cấp sang trọng, nhưng mà tâm tánh mình ích kỷ hẹp hòi quá thì mình có sang trọng không? Còn cho người ta là giai cấp Thủ Đà La, giai cấp là nô lệ, nhưng mà tâm tánh người ta hiền lành, chất phác, biết thương người, mến vật, biết bố thí cúng dường, thì có nói là bằng kia là Thủ Đà La không? Như vậy là hành động con người để cho con người ở vào cái vị thế nào, chứ không phải giai cấp mà để con người ở vào vị thế đó. Cho nên khi mà thành đạo, Đức Phật nói đó, không có giai cấp trong gì? Trong giọt nước mắt cùng mặn, cũng như không có bất bình đẳng trong dòng máu cùng đỏ như nhau. Cho nên tổ sư ngày hôm nay đó, sở dĩ mà ngày phục hồi đại hay là ngày tái hiện lại hình ảnh chư Phật ba đời là chư tăng khất sĩ phải trì bình khất thực. Trì bình khất thực là gì? Pháp khất thực dạy người bố thí, tức là khuyên họ trở ích kỷ lắm. Mình chỉ biết lo cho mình thôi, cho gia đình mình, cho anh em mình thôi. Bây giờ mình biết lo cho ba tánh, là pháp khất thực dạy người bố thí. Và dạy mình là biết cái gì? Chân lý không tham, đúng không? Mình đi khất thực có khi nào mình tham cái gì không? Ai cúng gì ăn nấy, đặc biệt chỉ ăn chay thôi. Thì ta cúng gì đâu biết, bữa nay mình muốn ăn gì đâu được đâu, ta cúng gì ăn nấy thôi. Pháp khất thực dạy người bố thí, cùng dạy mình chân lý không tham. Bao giờ dứt tánh mê ham,
muôn ngàn phận sự, việc làm điều xong. Cái này trong bài cầu nguyện hòa bình, Phật tử đọc cái đoạn đó. Và khi mà khất thực giữ cái cao thượng của cái người khất thực á, người khất sĩ á, thì các Phật tử biết không, giáo lý khất sĩ không thâu nhận người tật quyền, tức là thiếu lục căn. Lục căn là gì? Mắt, tai, mũi, miệng và thân, ý, đó là lục căn. Người nào mà bị khuyết một trong sáu phần này thì không đi xuất gia khất sĩ được, không đi thọ giới khất sĩ được. Nha. Ôn bác mà đi càng nhắc ông này có tập đi xin ăn. Người khất sĩ phải là người đầy đủ lục căn, khỏe mạnh đàng hoàng chứ không phải là bị cái gì hết, mới là được thọ giới khất sĩ. Còn nếu có bệnh là không thọ giới khất sĩ, không mặc y được, chỉ cho mặc áo thôi. Kìa gương báo nhà du tăng khất thực, không tật quyền mà ôm bác đi xin, đúng không? Chứ nếu mình có tật mà đi xin đến ông này, ông có tật ông đi xin đúng không? Ông mượn đạo ông đi xin đúng không? Mình không có tật mà đi xin mới là hay. Xin không tham để xây cuộc hòa bình, xin không ác để lập đời thiện mỹ. Đi khất thực như vậy mà có nói là bà ơi cúng cho tôi gói xôi không, bà ơi cúng cho tôi ổ bánh mì không? Không có. Ai cúng gì chú nguyện về chú nguyện ăn đấy. Nhưng mà trước khi cúng mình nghi cái vật thực đó chay hay mặn, do nên một cái miếng giấy gói bên ngoài mình không hiểu thì mình có quyền gì? Có quyền hỏi coi cái này chay hay mặn. Chứ đừng nói ai cúng gì ăn nấy rồi nhận hết rồi đem về rồi mình nhắm mắt rồi ăn là không có được. Ở trong cái phương pháp được khất thực á, có quyền hỏi, không được nói chuyện nhưng được quyền hỏi. Nếu cái món đó mình nghi là mặn hay cái gì đó, được quyền hỏi cái gia chủ đó, cái người tín chủ phát tâm đó. Và đặc biệt là không nhận tiền, không nhận thức ăn tươi sống, không nhận nhang đèn gửi về cúng Phật, nhớ không? Còn ngược lại, mấy điều này là khất cái. Khất cái là gì? Đói quá mượn cái y này mặc vô để đi xin để nuôi sống. Hồi nãy có số Phật tử nói rằng ngày hôm nay có giả danh nhiều đó, đó là khất cái. Ta tu người ta không có ăn, ta nghèo khổ mà không biết gì làm gì, thất nghiệp, thấy mấy ông sư đi khất thực người ta cúng nhiều quá, thôi giờ mình cạo đầu cái mình mặc cái y vàng vô mình đi. Rồi ta cúng gì cũng lấy hết đó, thậm chí trong bát đầy rồi nhét rằng sao một túi bự thật bự mang một cục làm sao. Cái này gọi là khất cái, không phải khất sĩ. Đi xin ấy để dạy người bố thí và nhắc mình biết phong kỹ trừ tham. Ta và người khi diệt hẳn muốn ham thì tuyệt đối cõi đời không giặc giả. Sở dĩ cuộc đời này mà giặc giả là do đâu Phật tử? Hai cái câu khẩu hiệu của tổ nêu lên là gì? Khi nào thế giới không tham ác là lúc nhân sanh hưởng thái bình. Trên cuộc đời này sở dĩ chiến tranh giặc giả nhiều quá thì do con người lòng tham, đúng không? Lòng tham không đáy, được voi đòi tiên, mà ham muốn không được phải sanh ra là trộm cắp, phải sanh ra chuyện này chuyện nọ thì có chém giết vân vân. Từ nguyên nhân của lòng tham này mà sanh ra loạn ly của xã hội. Tăng khất thực mặc y bằng giải giá là nhắc người sang cả chớ xe xua, là khuyên người nghèo khổ chớ tranh đua, là chất nhựa gắn liền chung một khối. Nếu mà ở đời người ta nói tôi nghèo, nhưng mà có lẽ sư nghèo hơn. Tại sao? Mặc giá từng miếng nè, đúng không? Thưa các Phật tử, hôm nay thì cái hình thức á, thì có vậy đó, nhưng mà đi sâu vào cái thực chất bên trong, sư thấy có cái gì mà sư không hài lòng. Ngày xưa đó, sư đi xuất gia vô đó, mấy sư á, dạy sư ra mấy cái tiệm may đó, xin giải dụng. Về rồi mấy Phật tử rảnh nó vô tịnh xá lấy kim kết lại thành y, gọi là lụm vải bô chầm vá khiếu khâu.
mới thành y bán nạp. Còn bây giờ như là cái đời vật chất nó cao quá là mình làm biếng, mình mua giải về cái mình cắt ra, cái mình may lại, trời ơi, đã tốn công tốn chỉ nữa, nguyên giải nguyên để cắt ra, sư thấy cái này sư cũng không hài lòng. Mà bây giờ kêu Phật tử đi xin giải mà về nối lại thành y bán nạp chắc cũng không ai rảnh làm. Cái xã hội, cái trào lưu xã hội, cái tiến hóa xã hội nó không cho phép mình làm như vậy. Mà cô Huệ, dạ cảm ơn cô, dạ cảm ơn. Phan Phật tử, bây giờ sư xin thưa nha, đó là sư nói thật. Bây giờ sư nhờ Phật tử vô tịnh xá đó, ngồi cắt rồi may giả dụng rồi thành cái y bán nạp cho sư. Phật tử nào dám thánh tâm không? Không dám. Tại sao vậy? Nói chuyện gia đình nhiều quá, không rảnh, chỉ rảnh vô quét dọn chút chút rồi thôi, hoặc là nấu cơm hộ pháp thôi, chứ còn ở luôn mà ngồi cắt giá từng cái y chắc không có, đúng không? Cái thời buổi cái trào lưu nó như vậy đó, mà bây giờ bắt Phật tử ngồi giá từng cái miếng giải dụng lại thành cái y chắc Phật tử làm không được. Là không được, giờ làm sao giờ phải uyển chuyển à, thôi giờ Phật tử ra mua giải về rồi cắt ra lớn lớn rồi may vô cho rồi, miễn hình thức bán nạp rồi thôi, thì thôi mới cúng làm sao mới sư mặt như vậy, đúng không? Chứ thực chất của nó là y bán nạp để xin từng miếng giải người ta bỏ đem về kết lại, như Đức Phật ngày xưa đó, ở trong rừng đó, rồi Ngài lấy những cái miếng giải dụng của những người mà cái thây ma đó, cái thây chết thiêu mà nó còn sót lại đó, gọi là lụm vải bô là vải thường, chầm vá khiếu khâu, khẽ khầm từng miếng kế đâu, thành y bá nạp ngõ hầu che thân. Thì bây giờ thì nó, thời buổi này thì nó hơi có cái là nó khác đi chút xíu, nhưng về hình thức thì vẫn có là bá nạp từng miếng. Tăng khất thực mặc y bằng giải giá là nhắc người sang cả chớ xe xua, là khuyên người nghèo khổ chớ tranh đua, là chất nhựa gắn liền chung một khối. À, nếu cái người nào mà nghèo quá, mình tự ti mặc cảm, mình thấy mấy ông sư chắc quá nè, mình nghèo ổng còn nghèo hơn nữa, mình mặc áo cũ còn đỡ, ổng mặc cái áo giá nè, ổng còn nghèo hơn nữa. Còn nếu những người giàu nữa, mình giàu sang cái này còn đua đòi kìa, ổng mặc cái áo giá từng manh kìa. Thì cái hình thức áo giá này cũng làm cho xã hội, giúp cho con người họ bớt cái tranh giành đua đòi và cái tự ti mặc cảm. Đời sở dĩ bất công và tội lỗi bởi do người không trực tiếp đi xin, cứ ngồi không mà muốn lợi về mình, nên lắm lúc giặt lòn gieo khói lửa. Đời sở dĩ bất công và tội lỗi là bởi con người không trực tiếp đi xin. Cái giáo lý khất sĩ là giáo lý đi trì bình khất thực á, sư thưa các Phật tử nè, bây giờ ở trên đời này có ai mà đứng ra tự phụ mình sống độc lập một mình được không? Sư hỏi tất cả các Phật tử đây nè, mình sống độc lập một mình sống được không? Không, mình phải nhờ trợ duyên xã hội. Ai nói rằng tôi chỉ sống độc lập một mình tôi là nói sai. Kìa thú vật vẫn còn sinh rau cỏ, đất cồn kia bởi sinh nước mà nên. Con chim trời, cá nước nó cũng vẫn đi sinh, nó vẫn ăn trái cây nó sống vậy. Nó không trồng trái cây được, nhưng mà nó phải ăn trái cây để sống, đúng không? Nó đâu có tự lập nó được. Thì ví dụ chúng ta sống ở xã hội này, Phật tử có tạo được cái giải này không? Không, phải nhờ người thợ dệt. Phật tử có tạo được hột lúa không? Phải nhờ ông nông phu. Phật tử chỉ là người buôn bán trao đổi thôi, mình nương với nhau để mình sống. Cho nên ông bà ta nói là xây lúa thì khỏi em, tức là mình nương nhau mình sống. Khi mình bệnh mình nhờ thuốc, mình bào chế thuốc được không? Không, mình phải nhờ y tế hỗ trợ thuốc cho mình. Như vậy thì mình sống lệ thuộc vào xã hội, mà xã hội thì muôn người vạn trạng, người nào một người đó để cùng tương duyên tương quan với nhau trong cuộc sống, phải không? Chớ bảo rằng ta tự sống một mình, ta tự lực cánh sinh không sinh sỏ. Chúng ta đây là người sinh hết á, mà tại chúng ta tự phụ, chúng ta ỷ, chúng ta là này kia, chứ sự thật chúng ta đang sinh mà chúng ta không hay. Đang sinh mà mình phủ nhận cái công ơn của tạo hóa. Mình hít thở vô có sinh không?
có sinh của thiên nhiên không? À, không là chết liền. Vậy mà mình phủ nhận mình không sinh ai hết đó. Nói vậy không có đúng. Mình đang sinh từng ngày từng giờ mà mình tự phủ nhận. Đời sở dĩ bất công và tội lỗi bởi do người không trực tiếp đi sinh, cứ ngồi không mà muốn lợi về mình, nên lắm lúc giặt lòn gieo khói lửa. Pháp khất sĩ khất thực là như vậy, ý nghĩa là như vậy, chứ không phải đói mà đi sinh ăn nha Phật tử. Không phải nghèo đến nỗi mà không có gì mà đi sinh ăn. Đi là để làm cái duyên giáo hóa cho mọi người. Phật tử để ý một ông sư đi khất thực, khất sĩ chánh tông, và một ông sư mà giả danh khất sĩ biết liền. Ông sư khất sĩ chánh tông á, mà đi khất thực á, người ta đem ra nải chuối cúng thì mình làm sao? Nhận một trái thôi. Nha. Để chi? Cái bát quay lớn vậy mà bỏ nải chuối vô đầy nhóc rồi. Cái này mình đi giáo hóa từng người thì nhận một trái để chứng minh thôi, đúng không? Còn cái ông khất cái đó cúng một nải, ông lấy quyền nải nhét lại túi thì sao? Giải gì không lấy. Còn khất sĩ không, một trái thôi. Nếu đem ra một tô cơm, tô cơm này là đúng là mình ăn bữa trưa đủ đó, nhưng mà nhận một muỗng thôi để chứng minh thôi, chứ phải thấy nhiêu đó đủ rồi trút hết cho bác, không có chuyện đó, hiểu không? Đó là pháp khất sĩ đi trì bình khất thực, và không đứng lâu bất cứ một chỗ nào, trừ ra đi vào xóm làng khất thực thì cái đứng 5-3 giây phía trước nhà để cho gia chủ thấy đem ra cúng dường, chứ đi ngang qua ta đâu có thấy. Hãy đứng lại ngay trước cửa nhà đó khoảng chừng 5 giây để cho trong nhà nhìn ra thấy. Mà thấy rồi mà ngồi làm thinh á là mình đi nghe. Mà thấy rồi mà ta lo ta đi cúng thì mình đứng lại để ta cúng, chứ không phải cứ đứng hoài cho người ta đem ra là không được nghe. Mà lỡ thèm xôi đi, xin nói ví dụ, đi ngang qua cái bà bán xôi rồi sao? Đứng hoài phải không? Thích ăn xôi đứng hoài không? Chú đó không có đâu. Ở chợ hay là nơi chỗ nào đó thì đi phước qua thôi. Phước qua thôi nghe. Không liếc ngó hai bên. Đem tiền ra là không nhận. Nếu người ta năn nỉ quá nữa, ông hay bà mua giùm thức ăn, bánh trái thì đem cúng dường, chứ sư không nhận tiền. Sư qua Mỹ đi khất thực cúng tiền không à? Không nhận. Người ta nói bây giờ biết mua gì, nó mua gì cũng được. Ta đến ta mua ba cái kẹo sô-cô-la quá trời đem về. Biết sao giờ không nhận. Và tổ khẳng định như thế nào? Trong đời phải cần tu hai pháp: ăn chay và vui hạp đi sinh. Luật nghiêm giới cấm giữ gìn, muôn người hòa hợp như in một người. Ấy phương pháp lập đời đạo đức, dẫn loài người đến mức yên vui. Trong đời phải cần tu hai pháp: ăn chay và đi sinh. Đi sinh nghĩa là gì? Phải biết mang ơn người khác hỗ trợ cho mình trong cuộc sống. Và đi sinh để mình khỏi tự phụ rằng cái này là tự mình làm. Luôn 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 làm người khất sĩ là người mang ơn. Nghe, người mang ơn. Cho nên cái bài mà thọ bát đó, Phật tử thuộc không? Bát cơm gì? Bát cơm ai sắm cực lòng, ta ăn phải nhớ tấm công ơn người. Đúng không? Cho nên người khất sĩ luôn luôn mang ơn. Và một cái nữa là gì? Món dai món trả phải đồng, người dân vật quý là mong phước lành. Mình phải ráng mình tu để mình hồi hướng công đức cho tín chủ. Nếu mình không tu á, không hồi hướng được công đức ở kiếp này mình thọ lãnh, thì kiếp sau mình tái sanh trở lại làm cái gì? Mang lông đội sừng mà để trả quả, đúng chưa? Mang cái ý thức, hình thức này á, là hình thức của chư Phật. Mà hình thức của chư Phật đó là gì? Thay Phật để đi hoằng dương giáo pháp, thay Phật để làm lợi ích cho nhân sinh. Bằng cách là gì? Thuyết pháp độ đời. Mà thuyết pháp độ đời thì mình phải cần vật thực để nuôi sống. Mà chư tăng khất sĩ thì sĩ nông công thương không làm. Cấy cày trồng tỉa đua bơi, ấy là phận sự của người cư gia. Bậc giải thoát lìa xa nghệ nghiệp, nhẹ được mình để độ tiếp chúng sinh. Mấy xưa giữ trách nhiệm là trả lại bằng cái món tinh thần là giáo pháp thôi. Còn Phật tử cúng dường bằng cái vật chất để nuôi thân, trả lại giáo pháp để nuôi tâm.
Hai món này là tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, gọi là món dai món trả phải đầu. Người dân vật quý là mong phước lành. Chư Tăng luôn luôn nào phải mang ơn hàng thiện nam tín nữ Phật tử. Rồi á, tại sao mà tổ không chấp nhận cái kiểu mà cúng gì ăn nấy? Nam truyền Phật giáo là cúng gì ăn nấy, kể cả món mặn món chay không cần biết, miễn ai cúng gì ăn nấy. Mà bên đây tổ biết là ăn chay chứ không ăn mặn, cho nên trước khi cúng thì tổ cho phép là phải hỏi chay hay mặn. Bây giờ đặt vấn đề tại sao tổ không cho ăn mặn? Có nhiều người nói rằng ngày xưa Phật cũng ăn mặn, họ biện hộ, họ lý giải vậy đó, nhưng mà sư không chấp nhận. Tại sao sư không chấp nhận? Ở trong bài Ngũ Giới á, sắc sanh là giới thứ mấy? Đúng rồi không? À, một là gì? Một nhìn là giới cấm gì? Sát sanh. Mà Đức Phật không cho giết loài vật, vậy Đức Phật ăn mặn là làm sao? Hả? Đọc chỗ này là biết Phật ăn chay ăn mặn liền. Một nhìn giới cấm sát sanh, những ngày chay lạc không đành giết ăn. Đó là nói về cư sĩ thôi nha. Còn nói về thầy là xuất gia làm sao? Bao nhiêu loài vật trên đời cũng là mạng sống, cũng thời mang thân, cũng đau đớn chịu phần sanh tử, nỡ lòng nào bài sự giết ăn. Như vậy nó Đức Phật ăn mặn ra làm sao? Tại vì mình ăn mặn rồi giờ là biện hộ, chứ sự thật ra Đức Phật ăn mặn, Đức Phật ăn chay. Nếu Đức Phật ăn chay thì giáo lý Đức Phật đâu có nói này, đúng không? Thú kia thì sao? Nó cũng là thân, cũng xương, cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau chúng nó rên la, tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng. Vậy tại sao mình ăn mặn rồi mình đổ thừa Phật ngày xưa cũng ăn mặn? Không đó. Cho nên tổ mình đăng quang vậy, trì bình khước thực mà phải ăn chay. Thì thưa các Phật tử, trở lại vấn đề mà tổ hành đạo, lập giáo hành đạo, đây là một vấn đề mà chúng ta phải biết rằng tổ rất là đắn đo. Đắn đo mà lúc mà tổ khai sáng cái giáo pháp khất sĩ đó, thì không biết là cái khả năng mà một mình đảm đang nổi không. Trong thời gian mà tổ ngồi thất sơn á, tổ suy gẫm là gì? Tổ thấy rằng hiện trường tại xã hội thì nó nhiều cái Phật giáo nhiều tông phái quá, cho nên tổ cũng đắn đo lắm. Nhưng mà nghĩ chỗ này mà mình cảm nhận được cái sự hành đạo của tổ. Con đường mà Phật ra vào đã chia nhiều nẻo lại bao bóng mờ. Thấy giáo lý Đức Phật nó vậy đó. Nhưng mà tổ nghĩ sao? Thấy tịch mịch thờ ơ chẳng nỡ, muốn gợi ra chỉ sợ thiếu tài. Tổ muốn hành đạo làm đạo, nhưng mà nghĩ lại không biết là cái tài của mình có thể làm nổi không. Nhưng mà sao? Lần hồi cố dẹp trong gai, rõ ràng chướng ngại khó thay lúc đầu. Lúc đầu mà tổ lập giáo khó lắm, nhiều cái tổ chức khác nó không cho, bài xích đủ thứ, nhưng mà tổ cũng vẫn vượt qua đến ngày hôm nay, còn tồn tại khất sĩ ngày hôm nay. Khất sĩ ra đời là 1944 cho tổ đắc đạo đi ha, 47 lập giáo đi, đến nay là bao nhiêu năm Phật tử? Bao nhiêu năm? Bây giờ chơi trên dưới 70 năm đi nghe. Còn Bắc Tông là nay bao nhiêu năm? 2000 năm. Còn Nam Tông là Phật giáo thế giới, khất sĩ mới 70 năm thôi. Nhưng mà cái giáo hội Phật giáo ngày hôm nay là có mấy tông phái trong này? Nam Tông, Bắc Tông và
khất sĩ. Như vậy hệ Phật khất sĩ mới đây gọi là sanh sao đẻ muộn, mà hôm nay đứng chân trong hai cái tổ chức này là sao? Là một giáo pháp tu hành đúng đường lối của Đức Phật Thích Ca, đúng chưa? Mới duy trì phát triển được, chứ nếu không có là không bao giờ chấp nhận. Mà bây giờ giáo hội hay là nói chung là nhà nước chấp nhận thì chúng ta là một cái giáo phái sanh sao đẻ muộn, nhưng mà được trưởng thành và lớn mạnh trong ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Còn tự biết sao này nhiều cái phái dữ lắm, kể cả ở Mỹ Tho chúng ta có cái ông gì, ông Đạo Dừa đó, đúng không? Cái giáo phái gì đó, Đạo Dừa Nguyễn Thành Nam đó, ông lập ra cái giáo phái gì Hòa Bình gì đó. Ông cũng là một cái sướng, một cái đề sướng giáo pháp ông vậy, nhưng mà tồn tại mấy bao nhiêu năm đâu, rồi cũng ta cũng diệt à, nó không đúng với giáo pháp. Rồi có một cái giáo phái gọi là Thanh Y Khất Sĩ nữa, cũng khất sĩ mà mặc y xanh, rồi cũng mỗi bước đi mỗi lại vậy đó, nhưng mà cuối cùng rồi cũng dẹp hết. Nói chung là những giáo pháp mà không có chân lý rõ ràng, không có đường lối giáo lý tu tập rõ thì không tồn tại được ở trong xã hội. Mà khất sĩ từ lúc mà tổ sư Giáng Bóng chỉ có mấy mươi đệ tử thôi, trên dưới 20 ngôi tịnh xá thôi, mà ngày hôm nay là Phật tử biết bao nhiêu tịnh xá chưa? 500-600 ngôi tịnh xá. Tăng ni thời tổ có mấy chục vị thôi, mà ngày hôm nay là mấy ngàn vị thôi, 3000 mấy vị thôi. Như vậy thì khất sĩ đã rải hết Nam Trung nước Việt. Và thậm chí ngày hôm nay ở ngoại quốc cũng có khoảng trên 20 ngôi tịnh xá rải rác khắp các nước ở ngoại quốc. Như vậy thì giáo pháp khất sĩ đang tồn tại và phát triển một cách vững mạnh là nhờ đâu? Nhờ thứ nhất là chư tăng khất sĩ không nơi nào an trụ, tức là không bảo thủ riêng của mình, đúng không? Không bảo thủ riêng của mình. Cái thứ hai là giáo pháp khất sĩ là ăn chay tu học, chứ không có ăn tâm tịnh dục, phải không? Cái thứ ba, giáo lý khất sĩ là dạy bằng gì? Việt ngữ cho Phật tử tu học, chứ không có gọi là chữ Hán hay là chữ Bali, mà toàn là Việt ngữ hướng dẫn Phật tử tu học đàng hoàng, phải không? Chư tăng khất sĩ không một nơi ăn trụ. Cái chỗ tịnh xá Ngọc Tường này nói tiếng là của Hòa Thượng Giác Hảo trụ trì, nhưng mà Hòa Thượng Giác Hảo trụ trì hết trách nhiệm rồi thì Hòa Thượng ra đi, chư tăng khác về trụ, hết trách nhiệm rồi chư tăng khác ra đi, chứ không bảo rằng tịnh xá này của tôi, không có. Không kể biết bao nhiêu vị trước đây, chỉ trừ sau 1975 hộ khẩu ở đâu ở đó, chứ trước 1975 chính sư nè, một năm đổi một lần, sư đi xuất gia hồi đó là 3 tháng đổi một lần, sau này 6 tháng đổi một lần, rồi lần lượt 1 năm đổi một lần sau đó giải phóng làm hộ khẩu ở đâu ở đó. Chứ trước đây là khất sĩ không một nơi an trụ, gọi là người khất sĩ không một nơi ăn trụ, tức là không trụ yên, không nhà cửa bạc tiền, phải ăn chay một ngọ, phải quá duyên những bậc ấy gọi là tăng khất sĩ, vân vân, thì không có cái chỗ nào mà mình vướng bận vào cái đó. Cho nên người khất sĩ là như vậy, cuộc đời khất sĩ là du tăng khất sĩ, du phương tu học. Hôm nay vì hoàn cảnh xã hội bắt buộc sư phải đăng ký hộ khẩu thường trú theo luật, mà luật của xã hội mới thì phải đăng ký thường trú, mà đăng ký thường trú rồi thì bị một cái gì, một cái chướng ngại là gọi là gì, dậm chân tại chỗ. Nhưng mà Phật tử thấy trong cái thời buổi này mấy sư tu sướng hay khổ, nói nghe thử hả, sướng hay khổ? Nhìn thấy sướng thật đó, sướng thật đó, nhưng mà khổ tâm. Biết sao khổ tâm không? Ở một chỗ giới luật đâu giữ đủ, tánh tham lam khó trừ diệt lắm mà, lại còn thêm bản ngã bởi chấp ta, ta sống tạo của ta gầy ta dựng. Túi không đáy mãi càng thâu chứa đựng, thì chúng sinh muôn kiếp vẫn chúng sinh, chốn mê thành lăn lộn mãi mê thành, trong tam giới vẫn ra vào tam giới. Nếu quý sư ở thời điểm này mà chấp chặt vào đây, cái này tịnh xá này tôi lập ra 3 tỷ, 4 tỷ, tôi cất cái này cái nọ, bảo thủ là mình, đây là một điều trở ngại lớn nhất của người khất sĩ.
Thành sư dạy Phật tử hoài à, đừng bao giờ chú trọng vào một cái cá nhân, dầu kể cả sư cũng vậy, hãy chú trọng vào tập thể. Sư nào cũng vậy, trên phương châm học ngàn bản muôn thầy mới chứng đắc quả Như Lai toàn giác. Tổ mình đâu có nơi nào an trụ, tổ không thâu nhận tín đồ riêng, tổ không là theo cái phái riêng của mình, mà tự nhiên bây giờ là mình có tín đồ bổn đạo của mình, của này kia, thấy cái điều này là cái điều không nên. Đắn đo lắm, nhưng ở trong một hoàn cảnh như vậy làm sao bây giờ? Ở hoàn cảnh vậy làm sao giờ? Nó khó, khó chỗ này. Cho nên mặc dầu ở là ở hoàn cảnh nào, nhưng cái gì, cái lý tưởng giải thoát mình ráng mình giữ, đừng chấp cái gì của mình là tốt nhất. Mà tự hiểu không? Đây là những gì mà hôm nay đó sư cũng muốn trao đổi chia sẻ với các Phật tử một vài cái cuộc đời hành đạo của tổ mà nối truyền Thích Ca Chánh Pháp đó. Cuộc đời và đạo nghiệp của tổ ha. Cuộc đời của tổ trong vòng 15 năm ở đời, rồi sau 15 năm thì tổ xuất gia, rồi tổ lập giáo pháp và tu trì tới ngày hôm nay, thì Phật tử cũng biết rồi. Hôm nay giáo pháp chúng ta đang tu đây là dung hợp giữa Nam truyền và Bắc truyền. Hình thức y bát là của Nam truyền, còn ăn chay là của Bắc truyền, và diệt hóa toàn bộ hai hệ thống kinh trở thành tiếng Việt để hoằng hóa hoằng dương giáo pháp, để hướng dẫn Phật tử tu tập. Và đời sống khất sĩ là không một nơi nào an trụ, không vật chất trói buộc, không có gì hết, chỉ phương tiện trong một thời gian nhất định, sau này rồi quý sư hết trách nhiệm vẫn theo sự bổ sứ của giáo đoàn chứ không có chấp thủ. Đó là cuộc đời hành đạo của chư tăng là như vậy. Và Phật tử tu tại gia cũng vậy, vô hộ trì tam bảo rồi thì xem sư nào cũng là thầy của mình, chứ đừng bảo sư này là sư phụ tôi, sư kia không có sư phụ tôi, nói như vậy là không đúng, hiểu không? Trên phương châm học ngàn bản muôn thầy mới chứng đắc quả Như Lai toàn giác. Phật tử hiểu chỗ này chưa? Như vậy đó, về giáo pháp biệt truyền khất sĩ nó có mấy vấn đề mà đặc biệt đó. Một là về hình thức á, là tịnh xá là bát giác, bên trong chỉ thờ có một tượng Phật Thích Ca duy nhất mà thôi. Tại vì hôm nay chúng ta đang tu theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, cho nên tổ chỉ thờ một tượng Phật Thích Ca độc nhất mà thôi, không thờ vị nào hết, hiểu chưa? Đó là cái hình thức khất sĩ đó. Còn cái về cái hành trì á, là y bát và ăn chay, đi trì bình khất thực, và kinh thì toàn bộ diệt hóa hết để hướng dẫn Phật tử tu học. Phật tử hiểu không? Như vậy thì mai mốt ai hỏi khất sĩ là gì mình trả lời được chưa? Chắc chắn phải được thôi. Ít nhất hỏi đường lối của tổ như thế nào, tu tại đâu, rồi đắc đạo đâu, chắc chắc hiểu rồi đúng không? Tổ có bốn chỗ mà chúng ta phải lưu ý. Một là nơi tổ sinh trưởng là ở Vĩnh Long, hai là nơi tổ đắc đạo là Mũi Nai Hà Tiên, ba là nơi tổ lập đoàn truyền giáo hành đạo là Tịnh Xá Mộc Chơn, và nơi tổ vào Niết Bàn là Tịnh Xá Ngọc Viên. Cái nơi khởi điểm đó là bốn chỗ này, mình tạm gọi là tứ động tâm của tổ sư Minh Đăng Quang. Nếu Phật tử nào mà trân trọng kính tổ tu thì phải biết bốn chỗ này, và cái chỗ đặc biệt nhất là cái nơi tổ đắc đạo. Hôm trước mình đi xuống mà dự lễ đó, nếu tổ không đắc đạo chỗ này thì không có giáo pháp khất sĩ. Đây là tổ đắc đạo mới có giáo pháp khất sĩ, chúng ta phải trân trọng cái chỗ Hà Tiên, hiểu không? Biết lịch sử vậy để mình cố gắng gì, con dòng hưởng lấy tài gia đó, đối nhìn sự nghiệp thương cha thông trình, thì mến tổ thương tổ rồi thì mình phải cố gắng phụng hành giáo pháp để tu tập. Thì hôm nay sư nói chuyện cũng hết một tiếng rưỡi hơn rồi, thì cũng cầu nguyện chư Phật và tổ thầy gia hộ cho các Phật tử ha, tinh tấn trên đường tu tập để mình đạt thành cái chí nguyện của mình, đó là cái lý tưởng giác ngộ và giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.